Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hội nhập phát triển, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử tại các địa phương. Thành phố Vũng Tàu xử phạt nghiêm khắc vi phạm nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn giao thông. Ngoài đất đỏ không còn tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài. Những thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các địa phương sẽ mở đầu chương trình Hội nhập phát triển trưa nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc phối hợp với thị trấn Phước Bửu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 6. Trình bày chương trình hành động của mình, 7 ứng cử viên đều thể hiện rõ quyết tâm sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Cử tri thị trấn Phước Bửu bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên với tuổi đời còn trẻ, có trình độ năng lực và sự nhiệt huyết sẽ thực hiện đúng các cam kết khi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã gặp gỡ tiếp xúc đại diện cử tri hai xã Tân Lâm, Bầu Lâm để vận động bầu cử. Tại hội nghị, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ phát huy hết tâm sức, không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc sẽ quan tâm hơn đến vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, sửa chữa, xây dựng mới các tụ điểm sinh hoạt ấp, đề xuất giảm thu tiền thuê đất sử dụng đất phi nông nghiệp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Mỹ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Châu Pha với 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 7. Tại hội nghị, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, làm tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết thấu đáo các kiến nghị bức xúc của cử tri. Bên cạnh đó, cử tri kỳ vọng đại biểu sẽ quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nông thôn, có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Sonadeji. Tại xã Bầu Chinh, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri hai xã Bầu Chinh và Kim Long. Trong không khí thân mật cởi mở, các cử tri bày tỏ mong muốn dù trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hay không thì các ứng cử viên vẫn tiếp tục giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, từ đó phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm hơn nữa trong xây dựng quê hương đất nước. Cử tri khu dân cư số 9 và cử tri các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc đơn vị bầu cử số 1 huyện Côn Đảo đã có buổi tiếp xúc với 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Tại hội nghị, hầu hết cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng và nhất trí cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đưa ra, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo niêm yết công khai chương trình hành động của các ứng cử viên tại các khu dân cư sau khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để cử tri và nhân dân theo dõi giám sát việc thực hiện lời hứa trước cử tri. 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với cử tri xã Phước Tỉnh để vận động bầu cử. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều nhấn mạnh sẽ phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban bầu cử huyện Long Điền vừa tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang được huyện Long Điền triển khai đúng tiến độ thời gian theo luật định. Huyện Long Điền có 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện để bầu 33 đại biểu. Toàn huyện có 106 khu vực bỏ phiếu chính thức và 73 địa điểm bỏ phiếu dự phòng. Huyện đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các khu vực bỏ phiếu, đã cấp phát kinh phí và vật tư phục vụ bầu cử cho các xã thị trấn. Ủy ban bầu cử huyện Long Điền yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã thị trấn chuẩn bị từ 1 đến 2 địa điểm bỏ phiếu dự phòng và phương án phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử khi có dịch xảy ra. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách, số lượng cử tri, tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử, chủ động xây dựng triển khai phương án, kịch bản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của thành phố đã cơ bản hoàn tất. Thành phố thành lập 173 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 173 khu vực bỏ phiếu, trong đó đã có 5 khu vực bỏ phiếu sớm từ ngày 4 tháng 5. Các khu vực bỏ phiếu cơ bản bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất và thuận tiện cho cử tri đi bầu. Trước ngày 12 tháng 4, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 190 điểm của trụ sở Ủy ban Nhân dân phường xã và tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đến nay, Ủy ban bầu cử các phường xã đã hoàn thành việc phân phối tài liệu danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu theo thời gian quy định. Đối với phiếu bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu cũng đã hoàn thành việc phân phối và bàn giao cho Ủy ban bầu cử các phường xã. Để ngày bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân, thành phố đã tích cực thông tin tuyên truyền đến cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân, tổ chức họp trực tuyến với 222 bí thư chi bộ, trưởng khu phố thôn của 17 phường xã, để lực lượng này phát huy vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền phường xã trong việc vận động bà con cử tri đi bầu. Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, xây dựng kịch bản chi tiết, ứng phó với các diễn biến của dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, tại thành phố Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội Biên phòng Long Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép cho 30 hộ dân trên địa bàn xã. Các hộ dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được thông tin về diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Long Sơn còn tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19, chủ động phát hiện và tố giác các hoạt động vượt biên, nhập cư trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Ngoài ra, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Sơn và Ủy ban Nhân dân xã đã đến tận nhà vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không tổ chức đưa đón, môi giới, tiếp tay, bao che các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Nhân dịp này, các tổ công tác còn tặng hơn 500 khẩu trang y tế cho người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu cho biết, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch. Đoàn kiểm tra do Phòng Y tế thành phố chủ trì đã kiểm tra 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó nhắc nhở 5 cơ sở và đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở với số tiền 20 triệu đồng do không tuân thủ quy định 5K trong phòng chống dịch. Đoàn kiểm tra do Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì tổ chức kiểm tra 40 cơ sở, trong đó có 22 cơ sở lưu trú, 18 vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tính đến ngày 13 tháng 5, các lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 233 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong đó phạt tiền 110 trường hợp với số tiền 172 triệu đồng, cảnh cáo 97 trường hợp, đang tiếp xúc xử lý 26 trường hợp. Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố đã yêu cầu 472 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện ký cam kết về thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị, vi phạm nồng độ cồn là một trong những vi phạm rất dễ gây ra tai nạn giao thông, làm gia tăng áp lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, xử phạt mạnh tay vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an thành phố Vũng Tàu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Vụ tai nạn này xảy ra vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 22 tháng 2
tại vòng xoay 3 tháng 2, huyện An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Đây là một trong số 14 vụ tai nạn giao thông tự gây trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tính đến cuối tháng 4 này. Trong đó phần lớn có liên quan đến rượu bia. Theo thống kê của Công an thành phố Vũng Tàu, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 26 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ, số người chết tăng 9 người, số người bị thương tăng 8 người. Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông, thì tai nạn giao thông tự gây có liên quan đến rượu bia đang là vấn đề nhức nhối trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố. Các vụ nghiêm trọng, từ nghiêm trọng trở lên là 24 vụ. Trong đó tự gây là 14 vụ, 15 người chết, chiếm một cái tỷ lệ là 58%. Với cái tình hình mà các cái vụ mà tự gây ấy, chiếm 58%, như vậy cái ở đây cái rượu là cũng là một cái vấn đề rất là nan giải. Theo Công an Vũng Tàu, chúng tôi đánh giá là đây là nguyên nhân cơ bản là chính. Xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công an thành phố Vũng Tàu đã liên tục triển khai chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn nhằm tăng cường tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thông qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của rượu bia, về các mức chế tài áp dụng cho vi phạm này đối với người dân. Cái này trong quy định của luật giao thông đường bộ và nghị định 100, khi anh điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, ngoài là chạy trong máu, là anh không được điều khiển phương tiện. Chúng tôi đã đo và máy đã báo cho anh là cái mức khí thở của anh trên nồng độ cồn đấy, là chúng tôi lập biên bản, đã báo cho biết rồi. Tổng này thì mình cầm, chờ lấy biên bản rồi về nhé. Cái cho nó rõ ràng là, ví dụ có nồng độ cồn trong máu không được điều khiển xe. Không, cái này là luật quy định chưa rồi. Quy định công khai trên mọi nơi, toàn quốc ai cũng biết điều này mà, nó học bằng lái. Cái này biên bản nha. Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm nay, lãnh đạo Công an thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh thành phố sẽ rất quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm về nồng độ cồn. Do đó, đề nghị tất cả cán bộ công chức viên chức, người làm việc trong các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phát huy tinh thần nêu gương, chấp hành quy định, không điều khiển xe khi đã sử dụng các loại thức uống có cồn, chấm dứt tình trạng xin xỏ, tác động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Có trường hợp mà xử lý nồng độ cồn và cả ma túy luôn á, thì Công an thành phố chúng tôi đã có một cái đề xuất đồng chí chủ tịch ký quyết định phạt 70 triệu. Cũng rất là quyết liệt. Và đối với cái cồn thì thời gian qua thì Công an Vũng Tàu đã kiểm tra xử lý là 108 trường hợp. Tăng 57 trường hợp. Mình không ngại đi làm mà ngại cái chuyện xin xỏ. Rất là nhiều người tác động đầu này đầu kia để xin xỏ, rất khó khăn cho đêm trong quá trình đi làm. Tăng cường các chuyên đề xử phạt nồng độ cồn được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để thành phố Vũng Tàu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, vốn đang có xu hướng tăng trên địa bàn. Chương trình Hội nhập phát triển tiếp tục với một thông tin an ninh trật tự, an toàn giao thông khác tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển cơ quan chức năng truy tố, xét xử các đối tượng Nguyễn Chí Thông, sinh năm 2002, quê tại Kiên Giang, Nguyễn Hoàng Mến, sinh năm 2003, quê Bạc Liêu, Từ Vũ Luân, sinh năm 2003, quê An Giang, và Nguyễn Văn Lào, sinh năm 2003, về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 9 tháng 4, thông qua ứng dụng tin nhắn Facebook, Nguyễn Văn Lào rủ các đối tượng Thông, Mến, Luân đến khu vực bờ hồ thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng, thị xã Phú Mỹ, tụ tập với nhóm thanh niên khác, rồi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy thành hàng ngang với tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng. Nhận được tin báo, khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Phú Mỹ có mặt tại hiện trường, nên nhóm thanh niên trên phóng xe bỏ chạy, nhưng Luân và Mến bị giữ lại và mời về trụ sở làm việc. Riêng đối tượng Thông, khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để làm việc, thì y không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, làm bị thương một cán bộ công an. Tại cơ quan công an, bốn quái xế này thừa nhận trước đó đã nhiều lần tụ tập dùng xe mô tô phân khối lớn chạy lạng lách đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại khu vực này. Hiện cơ quan công an thị xã Phú Mỹ đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Thông. Ba đối tượng còn lại đang được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021,
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cùng với đại diện các ban ngành của huyện đã đến thăm tặng quà chùa Như Ý, xã Bầu Chinh, tỉnh Thất Thanh Châu và chùa Bửu Sơn Kỳ Hương ở xã Nghĩa Thành. Tại các chùa tỉnh Thất, đến thăm lãnh đạo huyện Châu Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các vị chức sắc tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong mùa lễ Phật đản. Bày tỏ mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, tăng ni, Phật tử tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên lãnh đạo huyện mong muốn cộng đồng Phật giáo trong huyện tiếp tục đoàn kết cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Một trong các biện pháp phòng dịch COVID-19 đang được nhiều địa phương vận dụng triển khai đồng loạt, đó là phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng. Bởi không có lực lượng chức năng nào thấu đáo, kịp thời và chuẩn xác bằng tổ giám sát cộng đồng, một khi ý thức, trách nhiệm của thành viên trong tổ này được kích hoạt, nâng lên. Tại huyện Xuyên Mộc, từ khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vai trò tổ giám sát cộng đồng cũng được kích hoạt mạnh hơn. Tính đến ngày 13 tháng 5, huyện Xuyên Mộc đã thành lập được 864 tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiểm soát người ra vào địa bàn và giám sát việc phòng chống dịch tại các khu dân cư. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, các tổ giám sát đã truy vết được 690 trường hợp F3, đã hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Các tổ đã đến tận nơi tuyên truyền hướng dẫn ký cam kết cho hàng ngàn hộ gia đình, cơ sở kinh doanh chợ, hàng quán, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cũng như quy định 5K. Nắm thông tin báo cáo các trường hợp từ ngoài tỉnh về địa phương để hướng dẫn khai báo y tế. Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo vừa tổ chức bế mạc khóa huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất cho 40 chiến sĩ dân quân tự vệ đến từ các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Khóa huấn luyện được tổ chức trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian 10 ngày, các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất của huyện Côn Đảo đã được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, được huấn luyện về kỹ thuật chiến thuật, các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, các bài tập bắn súng ném lựu đạn, chấp nối đồ dùng gây nổ, cách gói bột đường nổ tại thao trường. Kết quả kiểm tra về chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá giỏi. Kết quả huấn luyện điều lệnh 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. Những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ khép lại chương trình Hòa nhập phát triển hôm nay. Thưa quý vị, sau khi về đích nông thôn mới, huyện Đất Đỏ đã tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kinh tế phát triển, thu nhập nâng lên, đời sống tinh thần và môi trường sống được cải thiện nhiều, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Bám sát mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện Đất Đỏ xác định nâng cao các tiêu chí nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện và mang lại chất lượng, sự hài lòng cho người dân. Đến nay, các xã Long Tân, Long Mỹ, Phước Long Thọ, Phước Hội, Láng Dài và Lộc An đã hoàn thành 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đều đạt trên 60 triệu đồng một năm một người. Không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh môi trường. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ cho biết việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhận được sự đóng góp chung tay của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Mục tiêu huyện đang hướng tới là trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Nên ngoài việc tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, theo hình thức liên kết, huyện cũng chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian gần đây, tình trạng tàu ghe của huyện Đất Đỏ đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài đã không còn, nhờ vào việc các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, trong đó có tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ có 605 tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ. Do thường xuyên khai thác hải sản trên biển từ 2 đến 3 tháng, nên cứ mỗi khi có phương tiện ra khơi hoặc cập bến, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải đều tranh thủ đến tận nơi neo đậu để tuyên truyền về các quy định trong đánh bắt hải sản. Ngoài ra, khoảng thời gian trên biển có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, hầu hết các phương tiện đánh bắt xa bờ trở về tránh trú. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền luật thủy sản năm 2017.
Nghị định 42 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo khuyến nghị của EU về nạn khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định pháp luật cho nhân dân. Đến nay, 100% chủ tàu cá và ngư dân đất đỏ đều cam kết không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trong 3 năm qua, không có tàu cá của ngư dân huyện vi phạm vùng biển nước ngoài. Chương trình Hội nhập phát triển ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.